Điểm số cho Hoàng Cái Bộ 4-2. Vòng 3 năm. Vòng một tình huống cuộc đối đầu với Wang Kaibo, vận động viên của Quảng Tây Trung Quốc đây được. Vâng, không sao. Còn một chút nữa thôi. Phòng quý khán giả trên kênh Facebook, trên kênh YouTube cho bình luận viên một lượt thích nào. Vâng, flick bóng rất tốt. Vâng, lợi thế thì có lẽ là trong trận đấu chung kết này sẽ 0984918880 để em gửi mẫu nhá. 95. Vâng, một pha lên trái không. Ai chả biết đội Quảng Tây Trung Quốc là đội mạnh và ngay từ đầu thì cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch rồi. Nhưng biết đâu đấy vào một ngày đẹp trời. Vâng. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Anh. Vâng, ngay sau đó là một pha. Lại. Vâng, ai sẽ bắt đầu thi đấu đơn. Vâng, hiện tại giờ em cũng chưa lắm được. Vâng, 3-2. Vâng, Hải Dương không mưa anh ơi, Hải Dương rất là mát. Vâng, giật trái không. Vâng, tốt nhất là phải thi đấu cọ sát thường xuyên thì mới biết ta đang ở đâu. $62,000. Vâng, em cũng không nắm rõ đâu. Còn phụ thuộc vào sở, phụ thuộc vào tỉnh. Vâng, một tình. Vâng. Vâng, một tình huống là 0984918880. Chúng ta cùng quay trở lại với set đấu thứ 3. Vâng, 1-0 cho Lê Đình Đức bằng cú giật trái sở trưởng. Một đều. Xin cảm ơn anh Thảo Nguyễn, anh Minh. Xin cảm ơn anh Trần Khánh Quang. Xin cảm ơn anh Đoàn Dũng Phong với chơi em để có sức bình luận. Vâng, em cũng đã được bát mì tôm rồi anh ơi. Đừng không kịp ăn tối cho nó đàng hoàng. 1-3. Vâng, một tình huống Lê Đình Đức. 5-2. Vâng, một tình huống hất bóng thành công. Vâng, điểm cho Đình Đức. Vâng, 4-6. Đổi ra bóng. Vâng, tiếp. Một số nữa mà để Đình Đức có thể cân bằng tỷ số. Đây rồi. Đang chỗ quay chậm này.
Vâng, cũng rất nhiều thao tác, tương đối nhiều việc. 86. Vâng, bình thường thì wow, nắm rất nhiều lợi thế trong set đấu thứ 3 này. Vâng, về trái không thành công rồi. Vâng, Flick mất bóng đến từ Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.